người lọ bạn bằng kia sao ấy, không được nhiều được. Em á, sướng nhỉ. Chào Tuấn Anh nhá. Chào ai người đang xem. Chào ba anh em đang xem. Em chào anh Hùng Nguyễn. Vâng, em chào anh Tuấn Anh. Em chào anh Hùng Nguyễn. Chào sáu anh em đang xem. Anh em chờ tí nhá, sau đó để em chia sẻ cho đông đông người chút thì bắt đầu em chia sẻ ban bệnh của xe Vespa khó nổ và bị hụt ga. Thì xe này cũng là xe của anh em thợ mang đến, nhưng mà em chưa làm. Hôm nay làm để vừa làm vừa chia sẻ cho anh em. Em chào anh xe máy 2K. Chào Nguyễn Nu Dương à. Chào mừng một anh em đang xem. Ôi đẹp dài gì đâu. Em chào anh Long Hà nhá. Anh em chờ chút cho anh em vào đông đông thì bắt đầu là anh em mình sẽ bắt đầu. Cho nhỏ đi cho anh tí. Còn đâu là xe này thì ban thì chắc là nó cũng dễ thôi. Nhưng mà em sẽ chia sẻ cho anh em. Và cố gắng giữ lại xe này thì để nếu như mà có anh em đồng ý để xe lại để thay thế vào trên xe, thì nếu như đồng ý để lại xe để thay thế đồ vào trên xe thì là em sẽ thay thế cho anh em xem. Đấy, trực tiếp thay thế cho anh em xem để anh em nhìn cái thông số cho nó chuẩn. À chào Nguyễn Như Vân, bảo là kiếm ăn tốt lên thành ra là râu dài. Đói ăn không có tiền mua rau cạo. Em chào anh Nguyễn Khanh nhá. Em chào anh Nguyễn Mạnh. Chào Lâm Cao. Và anh em có thể tiện tay thì có thể chia sẻ cái video là đến cho những anh em nào vẫn đang còn yếu kém một chút về xe Vespa và xe Mi. Mà những xe khó nổ thì anh em có thể chia sẻ của em video này vào trong các hội nhóm và trên trang cá nhân để cho nhiều anh em nữa biết. Và em chào anh Thanh Kiệt. Anh Thanh Kiệt mấy cả những anh em nào đang chuẩn bị ấy là tầm khoảng cuối tháng này là bắt đầu học rồi anh nhá. Anh Thanh Kiệt nhá. Và anh xe máy 2K. Em chào anh Huy xe máy. Em chào anh Điệp Trần ạ. Vâng, em chào tất cả anh em đang xem livestream của Đức Mạnh Mô Tô. Và em chào anh Sơn Hoàng. Sau những ngày vắng bóng, thứ nhất là giãn cách xã hội, thứ hai là do tình trạng sức khỏe, thì là bây giờ em đã ok rồi. Giãn cách xã hội đã ok và cộng thêm nữa sức khỏe là cũng ok. Thì là em sẽ làm các cái video chia sẻ thường xuyên hơn là thứ nhất. Và cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là khóa học mà dành cho những em anh em mua máy smartphone thì cuối tháng này là bắt đầu. Và em chào chào Nga Mô Tô. Em chào anh Đức Tiềm mà hay Đức Tiêm ấy. À cuối tháng này có khóa học luôn anh Nguyễn Khanh nhá. Cuối tháng này anh ạ. Vâng ok, thì anh em có test âm thanh có bị vấn đề gì không ạ? Âm thanh với cả hình ảnh có vấn đề gì không thì để xong bắt đầu em sẽ chia sẻ ngay. Em chào anh Huy Trường nhá. Thì bây giờ bắt đầu em sẽ ra xe
Em sẽ ra xe và chuẩn bị chia sẻ cho anh em cái xe ban xe Vespa. Nói chung là xe điện tử Vespa hay là xe Honda hay IA nó cũng giống nhau thôi. Nếu như tình trạng khó nổ thì là nó cũng có diễn biến chung. Đấy, diễn biến chung là do đâu là nó khó nổ. Ví dụ như do xăng thì nó cũng gây ra khó nổ, mà do điện nó cũng gây ra khó nổ. Đấy, hoặc hụt ga nó cũng vậy thôi. Tại vì tất cả các dòng xe nó dùng theo nguyên lý là xăng, điện và hơi, đúng không ạ? Thì mỗi tội xe là hơi khác nhau một chút thôi. Vâng, em cảm ơn anh Hùng Nguyễn và em chào anh Trần Đường. Và bây giờ anh em sẽ ra xe nhé. Đây. Và bây giờ đây là cô em thợ, bây giờ em để cho anh đi. Tắt máy đi để lại. Không được ga. Đây em nhìn không ga nhá, để không ga, em cứ để không ga. Đừng có ga, bóp phanh thôi. Bóp phanh thôi. Đây bật khóa tư nhá. Bật khóa điện anh em nhìn bơm xăng chạy này. Đấy, đèn cốt cái thứ là bảo mật không vấn đề gì. Anh em vấn đề đi. Đấy, bây giờ em ga lên. Rồi, vừa rồi. Đây, như con này tình trạng xe nhá, thì anh em nói là thứ nhất là xe khó nổ. Đấy, và thứ hai là gì? Thứ hai là xe đi sẽ bị hụt ga. Thì đây em sẽ cho anh em xem thông số và em sẽ phán đoán trên thông số xem là xe này bị làm sao. Thì nếu khi em đã phán đoán là xe bị làm sao thì em sẽ giải thích cho anh em là nhìn trên máy tại sao cái thông số nó như vậy. Là nhất, cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là nó hỏng những cái gì. Ví dụ như em bảo thông số này là nó hỏng cái này là chi tiết gì thì anh em tiến hành đo cái đấy xem là nó hỏng như thế nào. Đấy, đúng không ạ? Thì bây giờ em đây là máy, em dùng máy đọc lỗi nhá anh em nhá. Và bây giờ em vào kết nối đây. Đây, vào động cơ này. Em vào Vespa này. Và em vào dữ liệu động cơ. Ok. Bây giờ em lổ máy đi cho anh. Và bây giờ anh em nhìn phòng tua máy nhá. Đây thì anh em chờ xíu cho nó nổ lên là rơi tầm khoảng trên 60 độ C nhá. Đây. Tại vì em cũng dạy những cái khóa học anh cho anh em thì em cũng khuyến cáo là nếu như phân tích thông số thì là nó phải trên 60 độ. Đây bây giờ mới được 38. Thì anh em vừa xem thông số vừa chờ luôn nhiệt độ. Thì vòng tua máy thì là đủ rồi. 1800 này. Là ok rồi đúng không ạ? Gốc mở bướm ga 2.4 này, đối với dòng IC liền họng ga của Piaggio là 2.4, 2.3 đến 2.6 là ok rồi nhá, cải biến tay ga không vấn đề gì anh em nhá. Góc ánh lửa này thì bây giờ cái nhiệt độ chưa cao thì góc ánh lửa nó vẫn đang hơi nhảy một chút. Nhưng dòng Piaggio này thì nó sẽ nhảy thường xuyên. Và thời gian phun đang hơn 3 chấm, bây giờ đang xuống dần anh em này. Đấy, thời gian phun quy chuẩn nhá, mình đếch mạnh nó luôn, thời gian quy chuẩn của Vespa nó sẽ làm trong giải là 2.6, 2.7, 2.8. Đấy, và khi mà anh em nhìn nhiệt độ trên 60 độ thì nó sẽ, và 80 độ thì nó sẽ nhiệt cái thời gian phun này xuống bao nhiêu. Và cả biến oxy bây giờ đang là làm trong giải 700mV này, 300 này, đang nhảy cũng khá đều, đúng không ạ? Tối ưu nhiên liệu thì cũng ít thôi, không tối ưu nhiều. Đây, bình điện AQI là 13V. Thì đây là Đức Mạnh cũng hay test theo cái phong cách này, là nếu như lổ máy thì Đức Mạnh hay bật đèn pha lên xem là điện sạc, đúng không ạ? Xem là điện sạc và điện quân điện và sạc của chúng ta có tốt hay không. Thì Đức Mạnh hay bật thêm tải là bật đèn pha. Bây giờ em bật đèn pha lên cho anh. Đây, bây Đức Mạnh bật đèn pha nhá. Khi mà anh em đã làm về xe Vespa hoặc là bất cứ xe nào thì anh em nhìn cái điện áp ở đây này, thì anh em nhìn luôn này. Anh em thấy mình đã bật đèn pha lên đúng không? Đây, đèn pha bật này. Mà điện AQI bị tụt là anh em nhìn thấy chưa? Anh em nhìn thấy đúng không ạ? Điện AQI bị tụt không ạ? Đấy, điện AQI bị tụt xuống 12V như này, tức là bây giờ cái cuộn điện hoặc sạc của chúng ta đang có vấn đề rồi này. Anh em nhìn thấy rõ không ạ?
em tắt đèn đi nhá, bây giờ đang 12V từ từ á. Đang 12V này anh em nhìn thấy không ạ? Em bảo anh em tắt đèn đi này. Đấy, tắt đèn pha này. Thì điện ắc quy nó sẽ lên được 13V6 này. Đúng ạ. Nhưng khi mà bóng bật cái bóng đèn pha mày là đóng đèn pha của lưới thì nó là bóng 55W, 60W đúng không ạ? Thì bây giờ anh em nhìn thấy điện năng khi bật đèn này, điện năng không đủ, anh em nhìn thấy không ạ? 12V2, tức là cái điện năng của cái bộ sạc của chúng ta là không đủ. Nếu như xe này đi đêm thì chắc chắn sẽ bị yếu điện ắc quy anh em nhé. Xe này mà đi buổi tối ấy, là chắc chắn sẽ bị yếu điện ắc quy, đúng không ạ? Thế nên thì khi mà anh em mà kiểm tra xe ấy, tất cả các xe FI thì anh em cắm máy vào đọc lỗi và anh em nhìn điện ắc quy, thì tốt nhất Đức Mạnh chia sẻ luôn, tốt nhất là anh em lên bật đèn pha để thử luôn, là thử cái độ tải khi người ta đi ban đêm. Bây giờ em tắt đèn đi cho anh. Đây đúng không ạ? Nếu như anh em mà không tắt đèn pha thì có phải là bây giờ anh em nhìn điện áp ở đây, anh em bảo là ô này là ok rồi, bình ắc quy không vấn đề gì, quận điện ngon, sạc ngon đúng không ạ? Anh em bỏ qua luôn. Nhưng khi anh em không bật có tải, anh em không để ý được, nhưng bây giờ anh em phải bật tải lên. Đây có tải lại đóng đèn pha, đúng không ạ? Khi anh em bật tải lên anh em nhìn thấy này, là điện áp sụt rất ác luôn này. Như này là cái nguồn sạc của bình ắc quy của chúng ta không đủ anh em nhá. Đấy, nguồn sạc của ắc quy chúng ta không đủ. Thì cái này là đầu tiên thì là em cũng phải báo anh em thợ. Đầu tiên em phải báo anh em thợ là gì ạ? Là về phải kiểm tra lại sạc ở quận. Và ở đây em cũng kiểm tra luôn cho anh em thợ đó. Em ơi, lấy cho anh một cái đồng hồ đo alpha, đo cho anh cái quận điện này xem nào. Đây, bây giờ em sẽ tiến hành đo quận điện nha anh em nhá. Vâng, em chào anh Hoàng Đình Hiếu. Ngửa đít, ngửa đít kia lên, ngửa đít lên. Ngửa cái đít này này, em kẹp luôn vào đấy. Đồng hồ lỗi rồi. Đồng hồ không mà lỗi, chỉ có tay mình lỗi. Đây anh em nhìn nhá, quận phát này là cũng khá là đều này. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Quận phát này khá là đều. Đấy, thế như này thì anh em chỉ cần kiểm tra lại cho em là kiểm tra sạc thôi nhá. Đấy, khi mà anh em kiểm tra quận này thì anh em cắm đồng hồ đo alpha này vào thì là nó sẽ hiển thị đều, đúng không ạ? Đấy, hiển thị đều như này thì anh em chỉ cần kiểm tra gì ạ? Trên điện áp trên 20V. Đừng lỏng lỏng dưới đấy. Đấy. Thì là như này là anh em sẽ tiến hành thay sạc. Thì cái này em về em sẽ bảo anh em thợ kia là thay sạc sau. Đấy, ok. Đây anh em nhìn này. Đây, xe thợ câu thêm bình nữa này. Anh em nhìn thấy không ạ? Đây, câu thêm bình phụ trợ ở ngoài đây. Vivo anh em. Đấy, đây, câu thêm bình phụ trợ ở ngoài nhá. Bị sạc yếu ấy. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là bây giờ anh em phân tích thông số. Thêm xe tình trạng trên xe này hụt ga là bị làm sao nhá. Và bây giờ đang 71 độ rồi đúng không ạ? Cái thời gian full 2.7 này, 2.6 này là ok. À, anh Hoàng Đình Hiếu ơi, cái đồng hồ này em có anh nhá. Bên em đang làm những cái này là em chào anh Nguyễn Văn Hùng và chào 83 người anh xem. Đây anh em nhìn này, cái thông số này đang 2.6 là ok này. Thì anh em chờ một chút nữa cho lên 80 độ đi. Để xem thời gian full này nó xuống bao nhiêu nữa nhá. Nó sẽ xuống bao nhiêu nữa là anh em ra bệnh luôn. Em chào Quyền Tony nhá. Và bây giờ em thấy là mấp mé xuống 2.5 rồi này. Đấy là vừa lấy em live stream như này thì là anh em giải quyết là giải quyết khâu gì ạ? Khâu là xe của chúng ta là đang bị yếu điện ắc quy. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ anh em mình sẽ xem là tình trạng khó nổ là nó gây ra từ ở đâu. Đúng không ạ? Thì anh em chịu khó chờ tí cho nó lên đến 80 độ đi. Trên 80 độ đi thì bắt đầu là em sẽ phân tích ra, xong bắt đầu em sẽ phán đoán xem là xe này bị làm sao.
Vâng, em chào anh Nguyễn Thanh nhá, em chào anh Nguyễn Văn Nguyễn Mạnh Hiệp. Và đấy anh em nhìn thấy bắt đầu mấp mé là thời gian phun số 24 rồi này. Đấy, số 24 tức là số 2.5 2.4 là đang có đang có vấn đề rồi. Tại vì bình thường nó chỉ em làm xe Peugeot nhiều thì nó chỉ rơi tầm 2.7 2.8 lên quanh 2.7 2.8 thôi. Vâng, em chào anh Vũ Văn Phú thì phải. Anh bảo phê phê. Em chào anh Trần Tích nhá. Anh em chịu khó chờ chút nhá, cho nó nóng lên thì bắt đầu là em sẽ xem cái này nó bị làm sao thì em sẽ bảo cả anh em. Và tại sao nó lại bị như thế. Đây, em cho anh em xem qua một chút nữa về thông số nhá. Đầu tiên là em sẽ đọc lại thông số cho anh em cho hiểu kỹ nhá. Vòng tua máy từ 1600-1800 này. Ok rồi này. Góc mở bướm ga của những dòng Miu V3 thì nó là 2.3 đúng không ạ? Anh em nhớ nhá. Góc đánh lửa thì nó sẽ nhảy trong phạm vi là 7, đến 6. Đây anh em nhìn thấy không? Và thời gian phun là 2.5. Oxy đang nhảy từ 83 cho đến lên đến 700mV này. Và nhiên liệu đang tối ưu là trừ 2,4% nhiên liệu. Nhiệt độ đang 79 độ. Và điện áp ắc quy thì đây là không có tải anh em nhá. Đấy là không có tải đèn pha. Là 13,7. Em sang trang này. Là nhiệt độ khí đạp 45 này. KPA là 102 thì không có rồi. Varia CV là 25 bước. Đúng ạ. Đấy. Bướm ga thì đóng, xe đang được khởi động và chạy trái chân sống on. Cầm cho anh em máy. Đây đang là số 2.4 anh em này. Anh em chờ xíu nữa đi, cho xuống tí nữa đi. Cho anh em nhìn cho rõ. Đúng rồi. Không kệ nó, cho nó nóng lên tí nữa là cho anh em nhìn phân biệt cho dễ. Em chào anh Dũng Mạnh nhá. Đừng có rung tay em ơi, cầm đã anh đã bảo cầm đừng có rung tay anh em khó xem. Anh em cố gắng xem thì là xem cái diễn biến của cái thời gian phun này nó hạ thấp xuống bao nhiêu thì là đến khi anh em phán đoán bệnh nó rất là dễ. Và em chào anh Hùng Công. Đây xuống 2.4 là bị gọi là bất thường rồi anh em nhé. Đây là cái thời gian phun nó xuống 2 đến 2.4 rồi. Tức là gì? Tức là xe chúng ta là đang có những cái dấu hiệu bất thường rồi. Thì bây giờ em đang muốn là cho nó xuống đến tầm 2.2, 2.3. Thì bắt đầu em sẽ nói cho anh em nó dễ. Tại vì bây giờ là em nói thời gian phun quy chuẩn của nó là 2.6 đến 2.8. Mà bây giờ là nó đang xuống chỉ có 2.4. Thỉnh thoảng bây giờ bắt đầu mới nhảy vào 2.3 này. Thì nó sai lệch nó khá ít nên thành ra là nhiều khi anh em chưa phán đoán được. Tại vì nó lệ ít quá. Cái độ sai lệch nó ít quá. Ngồi đây mà lóng chứ. Rồi. Dây hơi ngắn. Đây anh em nhìn nhá. Thôi cứ thử. Đi đâu mà vội, cho nó rõ. Thì rồi nhưng phải là 2.4 với 2.5. Đúng rồi, cứ cho nó rõ đi. Rõ xuống hẳn tụt hẳn đi cho anh em nhìn, cho anh em phân biệt cho nó dễ. Để anh em phân biệt cho dễ. Không, nhiều khi là cái sai số nó phân biệt nó ít quá, nhiều khi anh em không phân biệt được. Cái này ấy, thì em nói trước là nếu như anh em đã phân tích thông số thì 2.4 cho đến 2.6 là nó đã chênh nhau rất nhiều rồi, là nó đã sinh ra bệnh rồi. Đấy, nhưng mà đây là cái này là nó sẽ tụt xuống nữa, nên em mới bảo anh em chờ. Thì đến những anh em là chưa va vào thông số thì anh em có thể nhìn, anh em phân biệt được ngay. Thì anh em nhớ nhá, là em đã nói rồi,
Em đã nói là thông số của xe này thời gian phun là 2.6 cho là 2.7 2.8, nhưng bây giờ là nhiệt độ nóng lên là nó vẫn chỉ loanh quanh ở 2.3 2.4, đúng không ạ? Thì đối với xe này là nó bị làm sao? Thì bây giờ em sẽ phán đoán, là em sẽ cũng giải thích luôn cho anh em. Là thứ nhất là xe này của mình là bị bơm xăng yếu này, và kim phun của chúng ta là đang bị sai, đúng không ạ? Đây em sẽ nói nhá. Thứ nhất này, cái bơm xăng ta yếu là do đề xe sẽ bị khó nổ. Anh em làm những cái xe anh em đã làm kinh nghiệm rồi, thì xe thiếu xăng thì chắc chắn là bị khó nổ, đúng không ạ? Nhưng đây là thiếu xăng, nhưng mà trong khi đấy là tình trạng là anh em thợ khác là mua cái kim nội cho vào để nó bù lại xăng. Nó bù lại xăng thì không bị hụt. Nhưng chính xác là cái kim này lỗ nó bị rỗng quá, thì là cái khi bơm xăng nó yếu, của chúng ta yếu, thì là lắp cái kim này vào thì là lúc nó dễ nổ, lúc nó khó nổ. Nhưng cái thời gian phun của chúng ta lại thấp bất thường này, là do kim của chúng ta ăn nhiều xăng quá. Đấy, nên là thành ra xe của ta nó mới gây ra tình trạng là gì? Gây tình trạng là thời gian phun bị thấp như này, mà dẫn đến là xe của chúng ta khó nổ và bị tình trạng là đi nó bị hụt. Đấy là chính xác là do cái ban này gọi là bơm xăng bị yếu. Nhưng anh em mua kim phun về thay, gọi kim phun để gọi là phun bù lại xăng, đúng không ạ? Cái bơm xăng yếu thì anh em phải hình dung ra nhá. Cầm được. Cái bơm xăng yếu ấy thì anh em phải hình dung ra là gì? Bơm xăng yếu tức là gì? Nó sẽ bơm thiếu xăng cho chúng ta. Thiếu xăng thì xe chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng thứ nhất là khó nổ rồi. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là xe ta đi sẽ bị hụt. Nhưng mà anh em thợ khác thì không biết là bơm xăng bị yếu, nên thành ra anh em mới thay cái kim là kim phun của lô. Nó sẽ lỗ, nó sẽ to, đúng không ạ? Lỗ to thì là cái xe ta nó sẽ bù được lại lượng xăng mà do bơm xăng nó bị yếu. Nhưng trong khi đấy xe của ta là vẫn đang bị gọi là tỷ lệ hòa khí không được chuẩn. Và cộng thêm nữa là khi mà xe của ta thành, bây giờ hiện tại xe của ta thành ra là ăn xăng. Nên này, khi mà chúng ta lổ nóng lên này, anh em nhìn thấy là cái thời gian phun nó bị thấp bất thường. Đấy, nó xuống có 2.3 thôi. Đấy, nhưng trong khi đấy oxy của ta, anh em nhìn thấy là nó vẫn báo, nó vẫn nhảy đều. Đúng không ạ? Anh em nhìn thấy nó vẫn nhảy rất là đều. Nhưng mà thực chất ra đó, nếu như con này ấy, mà anh em chỉ cần thay bơm xăng vào, là con này thời gian phun sẽ xuống 1.5 ngay. Đấy, xuống hơn 1 chấm. Nhưng cái này ấy, thì là anh em hứa rồi là cái này em sẽ đo tiếp cho anh em để anh em biết được là đúng là em nói là bị yếu hay không. Đấy, và hôm sau nếu như mà thay xe này, thay cái bơm xăng này, em sẽ thay cho anh em và live stream trực tiếp cho anh em xem. Xem đúng là cái bơm xăng này mình thay vào thì cái để nguyên cái kim đấy thì thời gian phun đúng xuống 1.5 không? Đúng không ạ? À em ơi, bây giờ lấy đồng hồ đo áp bơm ra cho anh. À, bây giờ xin phép anh em là em sẽ lấy đồng hồ đo áp bơm. Theo cái phán đoán của em ấy thì em sẽ vừa nhìn vào cái thông số thì em bảo con này của em là bị bơm xăng thì là bị yếu, nhưng kim phun thì kim phun bị gọi là bị lỗ, bị rỗng, nó bị to quá. Thì đây là những dành cho những kim phun của hàng lô thì là nó mới bị tình trạng này. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái này và em sẽ live stream như này cho anh em. Nhưng đến buổi sau thì là em sẽ thay kim phun xe này đi. Đây anh em nhìn nhá, bật khóa lên. Bật lại. Đây anh em nhìn nhá. Từ từ. Bật đi. Bật nhá. Tắt bật đi. Hai cân này. Đây, cái này 2 cân 3 này. Lại đi. Đề, đấy. Đề nó xuống còn 2 cân rồi. Đề nó xuống. Bật lên đề. Đề đi. Anh em nhìn thấy không ạ? Khi mình đề này. Thôi tắt máy. Đây anh em nhá, đây là rất nhiều anh em bị những cái mắc lỗi này. Anh em nhá, là khi anh em bật khóa này. Khi anh em bật khóa thì lại bơm lại lên được 2 cân rưỡi này. Anh em nhìn nhá, khi bật khóa không thôi này. Đấy, lên được 2 cân rưỡi đúng không? Thì như này anh em, rất nhiều anh em thấy như thế này là ok rồi, bỏ qua, bơm rất là tốt. Không, cứ để im đấy, bơm rất là tốt. Nhưng khi mà anh em nhìn này, ấn đề này,
Anh em thấy không ạ? Ok. Đúng không? Đấy là cái lỗi rất nhiều anh em đo mà mắc phải. Là cái thứ nhất là anh em đo bật khóa, anh em chỉ thấy là nó lên được 3 cân hoặc là 2 cân rưỡi là anh em bảo ok. Nhưng khi anh em ấn đề, anh em thấy không ạ? Ấn đề là áp bơm của anh em lên thì bao nhiêu ạ? Chỉ được 2 cân. Thì tức nghĩa là gì ạ? Tức có nghĩa là lúc này trên xe của chúng ta là bơm đang bị yếu. Đấy là cái điều mà anh em rất hay chủ quan. Đúng không ạ? Anh em rất nhiều anh em rất hay chủ quan, là chỉ có bật khóa lên đo cái xong là thôi. Nhưng mà anh em thấy vừa đấy Đức Mạnh bảo anh em thợ đấy là đề lên đúng không ạ? Đề lên thì anh em thấy, anh em đề lên là thấy có phải là bơm xăng này chính xác là lúc đề là bị yếu không? Nếu mà lúc đề bị yếu như này thì chắc chắn là sẽ gây ra tình trạng khó nổ rồi. Đúng không ạ? Chắc chắn là gây ra tình trạng khó nổ. Bây giờ em sẽ tháo cái này ra, tháo cái kim này ra. Đấy nên là anh em, kể cả anh em đo bơm tất cả các dòng xe Honda hay là IA nhá, là anh em phải tiến hành như này nhá. À, anh Hoàng Đình Hiếu ơi, Piaggio này chỉ cần rơi tầm khoảng, nếu mà xe Miu này thì chỉ rơi tầm 2 cân rưỡi, 2 cân 7 là ok. Còn PGL04 thì 2 cân rưỡi thôi anh nhá. Đây, vài kim đây anh em nhìn này. Kim này là kim hàng lô này. Đây là kim hàng lô anh em này. Và kim này chỉ có kim hai lỗ thôi, anh em nhìn thấy không ạ? Em lấy một cái đèn pin em soi vào đây cho anh. Đây là kim này chỉ có là kim hai lỗ thôi anh em này. Ba lỗ. Cái kim này đang lắp kim ba lỗ. Ba lỗ rồi. Nhưng mà kim lội này, kim lội là anh em nhìn thấy ở bên này là có một cái đấy anh em nhìn thấy chưa? Nó không liền, nó không kín. Rất nhiều video anh em Đức Mạnh đã chia sẻ cho anh em cách nhìn kim xịn. Đây kim hàng lô này. Đấy, còn cái kim này ấy, thì là nó sẽ là kim hàng lô thì nó rất là ăn xăng, khi mà lắp vào là nó ăn xăng cực kỳ luôn đấy. Còn nếu mà bây giờ anh em có thể là tháo buji ra test luôn, nếu như anh em không nhìn oxy không quen, cảm thấy oxy không quen đấy, thì anh em có thể là tháo buji ra. Bây giờ Đạt có thể luồn tay vào tháo ra cái buji. Nếu anh em là nhìn cảm thấy oxy không quen thì anh em cứ nhìn buji là biết ngay là có bị ăn xăng hay không, đúng không ạ? Còn kim này ấy, là kim hàng lô thì là nó sẽ bị tốn xăng, nên cái thời gian phun ấy của anh em là nó sẽ bị thấp. Tại vì sao em bảo là hai của Piaggio nó 2.6, 2.7, 2.8, nhưng mà khi lổ lên nhiệt độ 80-90 độ C thì là nhiệt độ đấy chuẩn rồi, thì anh em thấy là cái thời gian phun thấp đi bất thường, có nghĩa là cái do cái kim này chúng ta nó đang bị phun nhiều xăng quá, thì ECM nó sẽ hiệu chỉnh cho cái thời gian phun ngắn dần đi, thì có nghĩa là thời gian phun nó sẽ xuống 2.3, 2.4. để làm gì ạ? Để cho cái kim phun này nó phun ít xăng đi đấy, phun ít xăng đi để cho xe chúng ta ăn ít xăng. Nhưng mà nó chỉ hiệu chỉnh được một phần nào đấy thôi. Vâng, em chào anh Hoàng Đình Hiếu. Em chào anh Trương Đình Ngọc. Em chào anh Đỗ Tháp nhá. Đúng không ạ? Đấy. Nên là kể cả ví dụ như trên Piaggio ấy, trên xe Piaggio. Đây, kể nên là em cũng nói luôn là chỉ nếu mà trên xe Piaggio thì anh em cũng có thể là gì ạ? Có thể áp dụng sang xe Honda là cũng tương tự như này, là bơm xăng bị yếu, đúng không ạ? Bơm xăng bị yếu mà có nhiều thợ luôn là lắp những cái kim size nó to hơn để bù lại cái lượng xăng, để cho làm gì ạ? Để cho xe ra đỡ hụt. Thì cái bơm xăng yếu thì đúng, chắc chắn là anh em đã làm xe rồi, đúng không ạ? Giống như xe số thế thôi, xe số chúng ta là bị thiếu xăng thì xe sáng của chúng ta là giá xe của chúng ta là rất khó nổ, đúng không ạ? Thì xe FI chúng ta thế thôi, do cái áp bơm nó yếu thì nó bơm ít xăng lên đầu kim phun thì xe ta gây ra tình trạng là yếu và đi nó hụt, đúng không ạ? Đấy là cái nhất. Nhưng mà trong khi đấy là nhiều anh em thợ không biết thì lại giải quyết bằng gì, cách nào ạ? Giải quyết bằng cách là lắp cái kim phun to hơn để do nó bớt hụt đi, nhưng nó sẽ vẫn bị hụt và thỉnh thoảng khó nổ và xe sẽ bị ăn xăng anh em nhé. Thì đây là cái buji này. Cái buji thì anh em nhìn này, buji thì vẫn hơi vàng nhưng mà anh em nhìn vẫn bị ăn xăng này. Đấy, anh em nhìn thấy ạ? Như này là buji vẫn đang bị ăn xăng à? Nhưng mà cái này cũng không ăn gây ăn nhiều lắm, đúng không ạ? Thì đấy, thì còn đâu là cái này ấy, thì là em cũng nói rồi, em cũng rất muốn là thay kim phun vào, đúng không ạ? Em rất muốn làm là thay kim phun vào để cho anh em biết được, đúng không ạ? Để cho anh em biết được là thay vào và thông số nó sẽ như nào. Thì cái này em có thể hẹn anh là mai em sẽ hẹn khách hàng
gọi là anh thợ đấy để lại xe này để em sẽ thay vào và live stream cho anh em xem diễn biến thông số như nào. Và hôm nay anh em cũng nhớ cái thông số ngày hôm nay em đã chia sẻ rồi, thì hôm sau thay vào thì nó sẽ thông số nó sẽ như nào. Và khi mà thay vào ấy, cái kim này này, cái kim này mà em giữ nguyên em không thay kim thì nó thời gian phun của em nó chỉ xuống 1.5 nữa thôi, chứ nó không có xuống đến 2.3 nữa, đúng không ạ? Tại vì lúc mà bơm xăng của chúng ta khỏe lên rồi thì cái này nó IC sẽ hiệu chỉnh nhiều hơn để cho kim phun chúng ta phun ít đi nữa đi, thì nó sẽ điều khiển cho cái thời gian phun này của chúng ta xuống là chỉ xuống còn 1.5 cho đến 1.8 thôi, chứ còn không điều chỉnh nhiều. Còn bây giờ nhá, em sẽ ký vào cái kim này để em để đấy. Mai bắt đầu là nếu như em hẹn được anh em thợ thì là em sẽ thay bơm và thay kim, và em sẽ live stream lên đây trong trang cá nhân này để cùng chia sẻ cho anh em cái ban bệnh này, để cho anh em nhìn trên máy cho dễ, phân biệt cho dễ. Và sau một cái chương trình này thì em sẽ làm về các cái ban báo lỗi trên cảm biến oxy của dòng Piezo. Xong rồi em sẽ làm về xe Honda. Đấy, làm chia sẻ dần dần cho anh em. Nguyễn Nam nước chè không thấy ai. Vâng, đây em lấy anh bút xóa ký vào đây. Ký vào đây để mai nhá, mai anh em xem livestream tiếp nhá. Anh em đồng ý không ạ? Đồng ý thì là cho em xin số 1 đi. Để mai nếu mà em cố gắng thuyết phục anh em thợ đấy. Chia sẻ cho thầy đi. Các em ơi. Đây em đã ký vào đây rồi này. Để mai là em sẽ tiến hành thay bơm xăng. Em sẽ mai em sẽ làm như này. Em thay bơm xăng nhưng em không thay kim. Thì là để xem là cái thời gian phun ấy nó có đúng xuống hơn 1 chấm giống như em nói hay không. Đúng không ạ? Xong bắt đầu lấy mà nó xuống hơn 1 chấm rồi bắt đầu em mới thay kim cho nó về thông số chuẩn, cho anh em nhìn và cho anh em tham khảo thông số luôn. Mà anh em thích thì anh em nào thích thì là hôm đấy live stream làm xong con này chuẩn chỉ thông số đẹp thì anh em có thể lưu lại thông số để sau này anh em làm những con vec 3 khác. Đúng không ạ? Đấy là cái em chia sẻ. Nhưng mà chia sẻ cái này thì để cho anh em biết về bệnh xe là cái nhất. Cái thứ hai là để cho anh em nhớ được cái thông số chuẩn thì sau này anh em sẽ làm nó rất là dễ. Cái quan trọng nhất là phân tích thông số, là anh em phải nhớ được thông số chuẩn trên xe. Xong bắt đầu anh em phân tích ra nó rất là dễ, chứ nó không hề khó anh em nhá. Đấy. Thì cái này thì em cũng muốn là giữ cái xe này của anh em thợ là làm cho nó triệt để, làm cho nó triệt để hết cái ban mà ăn xăng và hụt ga này, để cho anh em xem cái thông số về thông số chuẩn và đẹp. Thì cho anh em thì em sẽ cố gắng thuyết phục anh em thợ để lại xe cho, để em làm. Còn xe này là đúng chính xác là mang đến đây là em vẫn chưa ấy. Thì hôm nay em cũng chia sẻ cái thứ nhất là gì ạ? Là điện áp bình ắc quy bị yếu, đúng không ạ? Khi chúng ta bật đèn pha đấy lên là anh em cũng cố gắng lưu ý và để ý nhá anh em nhá. Là khi anh em đã cắm máy đọc lỗi, mới cả tất cả những xe nào mà quân điện hay có vấn đề ấy, thì hoặc là sạc thì anh em cứ bật đèn pha lên cho đức mạnh. Anh em bật đèn pha lên thì là xe của chúng ta nó có tải, điện đèn pha nó có tải thì là điện của chúng ta khỏe hay không. Thì là đến lúc đấy là anh em bắt đầu kiểm tra tiếp. Tại vì Đức Mạnh cũng làm có một xe nhà Đức Mạnh nói chuyện luôn. Là cũng có một cái xe của anh em ở thợ ở Quốc Oai. Thì là nhận làm máy cái xe đấy, nhận sửa cái xe SH. Nhưng mà chủ quan cái là xe của người ta là SH nhập, đèn pha nó sáng suốt nhưng mà chẳng may cái bóng đèn nó bị cháy. Thế là anh em đấy là nhận làm máy và sửa IC. Thì là đến khi tối giao xe khách, tối người ta đi bật đèn thì giống như tình trạng xe lưới cái này, tối người ta đi bật đèn đi hết điện ắc quy luôn. Đấy, nhưng mà trong khi đấy người ta bảo là tại sao mà đi buổi tối là lại bị hết điện ắc quy, mà buổi ngày đi lượn cả ngày đi thử xe không làm sao. Thì cái này em cũng chia sẻ luôn đây, chính xác là như cái xe Vespa này. Nếu như xe Vespa này mà tắt khóa đi thì đèn pha tắt cái đèn pha đi thì đi lúc nào đủ điện, nhưng anh em chỉ cần bật đèn pha lên thôi là anh em thấy như vừa nãy em chia sẻ luôn là điện ắc quy xuống có 12V thôi. Còn nếu mà anh em nào vào sau thì cũng có thể chờ chút, em sẽ nói dở câu chuyện và em sẽ cho anh em xem lại cái điện áp ắc quy khi mình cắm máy đọc lỗi vào và mình đo tải. Có nghĩa là mình phải bật đèn pha lên để xem là trên xe mình có nó đầy đủ, nó tiêu thụ hết tất cả điện năng đi, thì xem là cái nguồn sạc vào bình ắc quy của chúng ta nó còn tốt hay không. Đấy là cái kinh nghiệm của Đức Mạnh khi làm những cái xe ga.
Tại vì ngày xưa Đức Mạnh cũng bị dính những cái xe là đo cái bình ắc quy thay cái bình cho khách hàng, Đức Mạnh quên không bật đèn pha lên, anh em đo vẫn thấy là nó đủ trên 13V đến 14V. Nhưng khi người ta cứ bật đèn pha lên đi cái tối là lại yếu điện. Đấy, Đức Mạnh cũng đã từng bị cái trường hợp đấy rồi. Đấy, Đức Mạnh cũng từng bị những cái trường hợp đấy, Đức Mạnh cũng chia sẻ luôn. Đấy, từng bị trường hợp là khách hàng đi buổi tối là bị hết điện, nhưng mà vì sau là mình mới phát hiện ra. Thì đấy là anh em thợ đấy cũng bảo là thế, thì thành ra bây giờ là anh phải đền khách là cái cuộn điện. Mà bây giờ cuộn điện em bảo là anh kiểm tra cuộn đi, thì cuộn đo được có 14V. Thì em bảo là cuộn thì 3 pha thì 3 cuộn nó phải đo bằng nhau. Và cộng thêm nữa là nó phải lên được 24V, 22 đến 24. Đấy, tùy từng xe, có những xe thì viết 3 thì kể viết 3, có những xe anh em đo cuộn mới nó lên 39V. Đấy, nhưng mà cái trong cái vấn đề là anh em phải lưu ý là khi mà anh em nhận xe là anh em phải test luôn cái đấy. Để khi mà tránh khi anh em nhận cái việc này mà sau khi đấy nó lại phát sinh ra cái nguồn sạc vá quy là chết dở. Là anh em phải đền, như anh em đấy làm con SH nhập đấy xong rồi bảo là xe này chắc chắn là anh lại phải đền rồi. Lại phải đền cái khách cái cột điện. Đấy, chính xác là như thế. Tại vì cái thứ nhất như này là anh ấy bảo là cái bóng đèn đấy bị cháy, bóng đèn xe SH đấy là bị cháy. Đấy, anh em hiểu không ạ? Cái bóng đèn xe SH bị cháy thì mang đến sửa là anh ấy cũng không để ý. Đến khi mà làm xong cho khách, thay cho khách cái bóng đèn không lấy tiền, gọi là sửa IC cái thứ rồi thì không lấy tiền luôn. Thế là xong, lắp bóng vào xong quát tối, khách đi là hết điện ắc quy luôn. Đấy, nên là khi mà anh em mà dính vào những cái xe mà có đèn pha chạy điện ắc quy ấy, anh em cố gắng kiểm tra kỹ cái đấy, không là đến lúc lại phải đền oan cho khách. Tại vì em đã cũng từng bị rồi, mà em hỗ trợ cho rất nhiều anh em cũng đã bị như thế rồi. Thì em cũng muốn chia sẻ đến đây luôn cho anh em, để khi mà anh em nhận xe của khách hàng mà anh em nhớ cắm máy đọc lỗi và anh em chú ý cái, anh em chỉ cần nhìn vào điện ắc quy thôi. Và anh em thêm một thao tác nữa là thao tác gì? Là thao tác bật đèn pha là xong. Nếu như mà điện không bị tụt thì là ok, còn điện mà bị tụt thì anh em nên cần phải kiểm tra lại luôn sạc và cuộn. Đấy, còn bây giờ nếu như anh em nào vào sau thì em sẽ hướng dẫn, em sẽ cho anh em xem lại cái đấy. Còn đâu là cái vấn đề là xe bị hụt và yếu thì em vừa chia sẻ lên đây cho anh em rồi. Thì là em cũng chưa được động vào xe này để thay đồ cho xe này luôn. Cái thứ nhất là em phải bảo anh em thợ đấy đã. Em phải xin phép anh em thợ đấy là nếu mà thay thì là ông cứ mang đồ lên đây cho thay hộ. Đấy, không nếu mà thích thì em sẽ mua hộ để thay hộ, để em live stream cho anh em xem. Đấy, nói thật là như thế. Chứ còn đâu là nếu như cái này mà bây giờ bảo em tháo em thay luôn thì là em chưa được phép thay. Tại vì em còn báo người ta là hỏng cái gì và cần người ta cần kiểm tra những cái gì. Đấy, thì xong bắt đầu là em mới dám làm tiếp. Thì nếu như mà bây giờ tí nữa kết thúc buổi live stream chia sẻ trong năm nay thì em sẽ báo khách và em báo giữ lại xe. Nếu như giữ lại được ok thì tối mai anh em sẽ live stream tiếp. Là live stream trực tiếp làm luôn, làm cho xe này của anh em mình là ok, ngon lành. Thì là anh em mình sẽ kiểm tra trên thông số trên máy. Ok chưa anh em? Còn bây giờ em sẽ chia sẻ lại cái cách chúng ta test xem là cái nguồn sạc vào trong bình ắc quy chúng ta tốt hay không. Đấy, là em test lại cho anh em như thế. Em ơi, lổ máy cho anh em ơi. Còn anh em nào mà chưa đăng ký mà cái kênh, cái trang, chưa đăng ký cái trang Facebook thì anh em có thể là vào phần đấy và ấn theo dõi. Thì là sắp tới là Đức Mạnh sẽ làm nhiều cái live stream. Đức Mạnh sẽ làm nhiều cái live stream chia sẻ ban bệnh, thì anh em sẽ được báo trước và nhắc, thì là anh em sẽ dễ hơn. Đúng không ạ? Sẽ dễ vào xem hơn. Còn anh em thông cảm nhé, anh em vào sau thì có thể xem lại video nhé. Phim video là cái app bơm bị yếu nhé. Và đây, em sẽ vào máy cho anh em xem này. Vec 3 này. Vào dữ liệu động cơ này. Và bây giờ anh em nhìn ra này, điện ắc quy này. Đang trên 13V, 14V đúng không ạ? Đấy. Nếu như anh em không bật đèn pha lên, anh em nhìn trên máy như này này, thì anh em bảo à như này là tốt rồi.
Đúng ạ, điện áp này là tốt rồi, lên 13.46 rồi, thì trở lên 13.46 rồi. Đây đúng ạ. Nhưng khi anh em bật đèn pha lên này, đây bật đèn pha này. Ok chưa ạ? Thì anh em nhìn điện áp quy của chúng ta này, còn có 12.3 đây này. Đây xuống có 12V này anh em này. Đấy, khi mà anh em cắm máy đọc lỗi vào ấy thì anh em chỉ cần thêm một thao tác là gì, là bật đèn pha, là anh em đã có thể kê là xem là điện sạc vào bình ắc quy đã đủ hay chưa. Đúng ạ. Khi anh em bảo đi như này, nếu mà bình ắc quy cứ như này thì là đi kiểu gì chẳng bị hết điện ắc quy đúng không ạ? Nếu như đi buổi tối như này kiểu gì bị yếu điện ắc quy. Đúng ạ. Đây bật đèn pha đây anh em này. Khi đi như này thì là kiểu gì là cũng bị yếu điện ắc quy. Bây giờ xuống thì còn 12V đây này. Em sẽ lổ thêm một lúc xem là điện nó xuống được bao nhiêu nữa nhá. Đấy. Bây giờ em tắt đèn pha đi. Tắt đèn này. Thì anh em nhìn thấy điện, là điện áp này. Đấy, điện áp lên dần này anh em này. Đấy, lên hơn 13V, 14V này, 13.4 này, 13.5 này. Đấy, em tắt máy đi cho anh. Đấy đúng không ạ, khi mà anh em mình làm xe thì anh em chỉ cần thêm một thao tác nữa thôi, là anh em mình có thể là kiểm soát được cái rủi ro. Tại vì cũng rất nhiều anh em làm xe bị rủi ro, chính rủi ro chỉ cái những cái đơn giản là cái bình ắc quy của chúng ta là bây giờ là cái nguồn sạc vào nó đang không đủ. Chính nhiều anh em đã bị gọi là khách bắt đền ở chỗ đấy đấy anh em ạ. Đấy mà Đức Mạnh cũng đã từng bị dính rồi. Đấy mà cũng có nhiều anh em thợ gọi điện cho Đức Mạnh cũng đã từng dính những cái kiểu đấy như thế như vậy. Đấy nên là anh em cố gắng nhá, là khi mà để ý chút là cái Đức Mạnh chia sẻ này là anh em cố gắng. Còn đây có anh em bảo là anh em kiểm tra ắc quy xem là đã ok chưa. Ắc quy này em sợ là có vấn đề. Thì đây đây, cho bạn đấy xem luôn là ắc quy này. Đây một cái rồi này, đây cái nữa này. Đấy, nhiều chưa? Đây, tháo ra hẳn cho, không phải bảo câu linh tinh. Ắc quy thì yên tâm luôn. Đây anh em nhìn thấy đúng không? Ắc quy này. Ắc quy thì yên tâm luôn. Đấy. Chơi hai cái luôn, hai cái mới nhá, không phải cũ nhá anh em nhá. Đây này. Anh em nhìn thấy chưa? Hai cái mới luôn nhá, không phải cũ nhá. Thấy chưa? Đấy còn em chia sẻ là thứ nhất là trong buổi ngày hôm nay em chia sẻ là một là gì ạ? Một là khi anh em kiểm tra xe là anh em nhớ là cố gắng là những xe nào mà dùng điện áp ắc quy, dùng đèn mà ắc quy ấy thì anh em cố gắng bật cái đèn pha lên. Còn nếu mà dùng điện đèn pha vào bằng máy phát thì thôi. Còn nếu mà dùng điện áp ắc quy bằng bình, đúng không ạ? Gọi là bóng đèn pha dùng điện áp ắc quy thì anh em cố gắng là bật đèn pha lên cho nó có tải nhiều và tiêu thụ nhiều thì anh em sẽ biết được là để ý xem là cuộn sạc của chúng ta có tốt hay không, sạc vào bình ắc quy có đủ hay không. Và thứ hai là xe này bị khó nổ và bị hụt thì em vừa nói ra nguyên nhân là bơm xăng. Và bơm xăng thì là khi bật khóa thì nó được 2,5 cân, nhưng khi anh em thấy nó đề, lúc anh em bấm đề ấy, thì nó chỉ được 2 cân, thì tức là cái bơm này là sẽ gây ra tình trạng khó nổ rồi, đúng không ạ? Bình thường kể cả xe nào thế thôi, anh em đề ấn đề nút đề thì anh em nó phải lên được 2,5 cân hoặc 3 cân thì nó mới dễ nổ được. Nhưng đây anh em thấy nó được 2 cân thì chắc chắn nó khó nổ rồi. Và kim phun của nó là chính xác là kim phun là bị kim lô thì nó sẽ bị ăn xăng, thì thời gian phun của chúng ta nó sẽ bị thấp bất thường, nó không còn ở trong cái phạm vi 2.6, 2.7, 2.8 mà nó xuống 2.3, 2.4. đấy thì cái vấn đề là em cũng đã nói rồi, là cái này em chưa có thể là quyết định
là thay được luôn cho anh em để xem cái buổi live stream. Tại vì em cũng muốn là những cái ban bệnh của anh em thợ ở gần chỗ em mang xe đến cho em xử lý, thì em muốn làm thực tế và chân thật nhất cho anh em xem. Thì cái này em cũng hẹn là cả khách hàng là anh em thợ đấy, là mai để lại xe ở đây thì em sẽ tiến hành thay. Thì là cố gắng em sẽ live stream cho anh em xem và tiến hành thay vào, và từng bước một thay kim, thay bơm trước, xong rồi tiến hành chạy bơm sang xong thì anh em sẽ được xem thông số, xem đúng là cái thời gian phun nó số 1.5 cho đến 1.8 như em bảo không. Và cộng thêm nữa là gì ạ? Cộng thêm nữa là khi mà nhìn trông như thế thì em sẽ thay một cái kim xịn vào, thì xem là cái thời gian phun nó về quy chuẩn. Và lúc đấy anh em muốn mà nhớ được thông số xe này thì anh em cứ cố gắng xem thông số và ghi chép lại, thì để sau này làm xe nó dễ hơn. Còn buổi live stream ngày hôm nay thì em nói luôn là chú ý anh em mua máy Smart Tool thì sẽ chuẩn bị học vào cuối tháng này. Còn đâu là anh em nào chưa có máy thì là cố gắng đầu tư một cái máy, hoặc là chưa có kiến thức thì có thể lên trên mạng và tìm hiểu, và có thể đi học ở bất cứ đâu để cho cái trang bị kiến thức cho anh em mình làm xe cho nó dễ. Đấy. Vâng, em chào anh Tuấn Minh Hà. Vâng, hôm nay em khỏe anh ạ. Em chào anh Thế Sơn nhá, em chào anh Trương Đình Ngọc. Và em chào anh Lương Trần và anh. Đấy thì em cũng muốn chia sẻ những cái đấy đến cho anh em. Thì em muốn làm cái buổi live stream nó dài hơn, nhưng mà căn bản là bắt bệnh xong xe này rồi thì cái bản làm là em chưa được làm tiếp. Em phải báo khách đã, xong rồi nếu mà khách đồng ý thì là em sẽ làm tiếp cho anh em sẽ live stream trực tiếp cho anh em. Vâng, em chào anh Tay Cao Xuân Dần. Vâng, em chào anh Bình Xe. Và đấy, anh em mà còn yếu về FB thì anh em cứ cố gắng. Thì hôm trước em cũng chia sẻ rồi, thì anh em cứ vào lên trên YouTube, anh em vào cái trang mà phụ tùng xe máy chi, trong đấy em cũng có dạy online miễn phí cho anh em đấy. Em cũng dạy online miễn phí cho anh em, thì anh em cũng có thể vào đấy xem trước qua đi. Những cái nào anh em chưa hiểu thì có xem trước, và anh em xem nó đã biết được rồi thì anh em cố gắng bỏ tiền ra đi đầu tư một khóa học. Bây giờ thì giãn cách xã hội nó cũng không căng nữa rồi, thì anh em đầu tư đi một khóa học thì là về để trang bị cho cái tay nghề chúng ta làm nghề tại cửa hàng cho được ok hơn và bắt bệnh nhanh hơn. Đấy, còn học của trung tâm nào thì đấy là do anh em quyết định thôi, chứ còn Đức Mạnh thì cũng không quan trọng là phải đăng ký của Đức Mạnh hay của ai cả. Đấy, miễn là anh em thấy ở đâu học mà tốt cho bản thân mình thì anh em cố gắng đi học. Và nếu như anh em mà muốn đi học thật mà về để làm được thì anh em cứ tìm hiểu trước đi, tìm hiểu cho mình biết đi đã, xong bắt đầu mình mới học. Thì là mình học đến lúc mà mình biết rồi mình học thì nó sẽ vỡ ra nhiều. Còn nếu như anh em mà vẫn chưa biết gì mà đầu tư đi học luôn thì về chắc chắn nó cũng không biết gì. Đấy, để nói thật luôn, nếu như anh em chưa biết gì thì có thể là anh em đi học về chưa hiểu đâu. Nhưng nhiều khi anh em phải xem để qua, xem qua biết được rồi thì bắt đầu là đến lúc đấy thì bắt đầu là anh em mới diễn biến ra là gì, anh em mới bắt đầu là học thì lúc đấy nó mới vỡ ra nhiều cái và anh em sẽ nhớ được ngay. Anh Tay Ga Xuân Dần thì học làm được rồi, bây giờ lại anh lại hỏi bây giờ học FI ở đâu. À, Vương Lê ơi, thì số điện thoại của mình là 088 6666 598, 088 hoặc là 4 con 6 598 bạn nhé. Hoặc là bạn nhìn trên cái trang Facebook của mình ấy, là mình cũng để số điện thoại mà. Cái trang Đức Mạnh chuyên đào tạo FI ấy, là trên cái trang là mình cũng để luôn cả Facebook, cả số điện thoại mà. Còn nếu mà bạn chưa đăng ký, bạn chưa theo dõi kênh ấy, cái trang của mình thì bạn vào đấy là Đức Mạnh Mô Tô chuyên đào tạo FI, thì bạn vào đấy và ấn theo dõi thì lần sau mình live stream cái là nó sẽ báo trong Facebook của bạn và là bạn biết ngay. Đấy thì có anh em bây giờ mình Đức Mạnh muốn hỏi chút là hết dịch rồi thì anh em có thấy làm ăn có thấy tốt không? Chỗ ở ngoài Đức Mạnh thì là hết dịch rồi, làm ăn vẫn hơi chậm.
Ôi giời, anh Trần Quang ơi, anh tay ga xuân dần anh ý làm cứng với em y rồi, anh ý trêu vậy thôi. Em chào anh Sống để cho đi nhá, em chào anh Dương Công. Vâng, anh Dương Công, mà đợt này anh nói trong chảo. Vâng, em cảm ơn anh. Chúc đợt này thì sức khỏe có tiến triển và cũng không bị ho như trước, đúng không anh? Trước là nói chuyện một lúc là ho ngay. Em chào anh Nguyễn Mạnh Hùng. Vâng, em chào anh Việt Đỗ. Anh sửa xe, Thành Đạt bảo là đủ tiền đóng cái hụi. Thế là được rồi anh ạ. Mùa dịch này thì cứ nuôi sống được gia đình và tiền nhà, trả được tiền nhà được rồi. Ôi, uống bia chết đây anh. Thì đây nhá, em cũng chào toàn thể anh em đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay. Thì là không có gì thay đổi thì tối mai anh em mình sẽ live stream tiếp, đúng không ạ? Tối mai em sẽ live stream tiếp để em chia sẻ cái con xe này. Đây, em chia sẻ là xử lý bệnh xe này nhá. Đấy, mai em sẽ live stream tiếp tục và chia sẻ bệnh này. Và khi mà thay bơm xăng xong, tại vì sao cái thông số nó lại cái thời gian phun nó xuống 1.5 cho đến 1.8, em sẽ nói nguyên nhân. Đấy, và cộng thêm nữa là khi mà thay về kim phun chuẩn, tại sao thời gian phun nó lại 2.6 2.7. đấy, thì em cũng chia sẻ luôn cho anh em, đúng không ạ? Rồi em cũng chào toàn thể anh em và chúc anh em là công việc sau dịch là nhiều việc và sức khỏe là mạnh khỏe. Cảm ơn tất cả 62 anh em đang xem nhá. Em chào tất cả anh em. Em chào tất cả anh em nhá. Giờ hẹn anh em buổi tối mai nhá. Tối mai anh em live stream tiếp.